Pure F850 Pro, một trong những dòng loa có chất âm khá là hay, giá thành lại rất là hợp lý, chỉ có 3 triệu 800 nghìn đồng. Phiên bản loa bát 30, một chung, một chắp giấy và một chắp kiên. Thùng loa thì toàn bộ là vân gỗ tự nhiên này, rất là đẹp đúng không ạ? Đối với dòng loa này thì các bác có thể chơi trong không gian từ 35m² đổ lại, cực kỳ là hay. Và với phiên bản này, các bác có thể sử dụng làm loa nghe nhạc hay là loa hát karaoke, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thiết kế cực kỳ là đẹp. Ở phía trước của loa thì sẽ có thêm một tấm e căng. Logo Pioneer, logo 7 sắc cầu vồng. Về phần kích thước của loa, loa sẽ có chiều cao cả chân nhá, là 77,5 phân cả chân, đấy là chiều cao. Chiều rộng 38,5. Cuối cùng là chiều sâu, sâu 33,5. Đấy là toàn bộ về phần kích thước của dòng loa Pioneer F850 Pro. 3 triệu 800 nghìn đồng thôi. Một trong những dòng loa thiết kế đẹp này, chất âm hay, dùng làm loa hát karaoke cũng khá là tuyệt vời. Thông số của loa từ 300 đến 700W, chạy ở trở kháng 8 ôm, lỗ thông hơi có ở phía sau. Và đây cũng là một trong những cái lô mà mới về với Hoàng Hà. Trước đó thì bên em đã có một cái chương trình để thông báo cho tất cả các bác là hàng đã về và công khai giá trên kênh rồi. 3 triệu 800 nghìn đồng. Bác nào có nhu cầu quan tâm, muốn tìm hiểu kỹ hơn và muốn đặt hàng về mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo số điện thoại 0967 345 155. Bây giờ thì xin mời tất cả các bác và anh em cùng đi thưởng thức chất lượng âm thanh mà phiên bản F850 Pro, phiên bản gần như là khá là cao trên thị trường vào thời điểm hiện tại cho ra nhé. Trái tim vang em đường vào, dù tình xót đau chung thân huyền đào, ngủ vui với chim bao, nội niềm mắt xanh sao, nhưng anh vẫn ngóng tin em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê nắm cánh thần thờ, nhìn lòng mắt dân tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trái tim.